bi kịch của những người Mỹ từ chối tiêm vaccine. Đáng lẽ tôi nên tiêm thứ vaccine đó. Đó là lời cuối cùng ông Michael Frieday tại Las Vegas, một trong số hàng trăm nghìn người đã chết vì COVID-19 tại Mỹ. Ông Michael Frieday, cha của năm người con nhỏ sống tại Las Vegas, Mỹ, đã mất vào thứ năm tuần trước, 29 tháng 7, vì căn bệnh COVID-19. Con nhỏ mất cha, vợ mất chồng, người thân của ông giờ phải sống trong tiếc thương. Bệnh trạng của Friedai đáng lẽ đã không chuyển biến nặng đến mức đó nếu ông không từ chối tiêm vaccine COVID-19. Gia đình ông vẫn còn ám ảnh lời cuối đầy ân hận của người đã khuất. Đáng lẽ tôi nên tiêm loại vaccine đó. Bà Kim gần 63 tuổi, tại Arkansas, một người luôn tập thể dục đều đặn và giữ nếp sống lành mạnh trước khi mất vì COVID-19. Nếu qua khỏi, bà có lẽ sẽ ở bên con cháu thêm nhiều năm nữa. Con gái bà, Coricha Rocher, luôn vô cùng đau khổ vì đã không thể thuyết phục người mẹ quá cố đi tiêm phòng. Tôi đã giận mẹ vì bà không chịu tiêm phòng và tôi cảm thấy tội lỗi vì mình không cố gắng hơn để thuyết phục bà, cô Rosa chia sẻ. Những bệnh nhân COVID-19 may mắn giữ được tính mạng vì phải đấu tranh với chuỗi ngày dài vật lộn vì triệu chứng khó thở hoặc chịu đựng những tác dụng phụ khiến cơ thể suy nhược. Trải qua những ngày dài, cuối cùng họ cũng nhận ra được một thực tế. Để bảo vệ những người xung quanh mình khỏi COVID-19, họ cần tiêm vaccine. Bà Gane Starling, người mẹ của 8 đứa con tại Florida, vẫn còn dùng mình khi nghĩ đến tình cảnh các con nếu cô không qua khỏi căn bệnh kinh hoàng trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bà thừa nhận mình không tiêm phòng từ trước vì tin vào tuyên truyền sai lệch rằng chính phủ Mỹ đang ép buộc người dân sử dụng một loại thuốc đáng ngờ chưa được kiểm chứng. Chính tôi đã từng nói rằng không thể tin được mọi người lại tiêm loại thuốc mà chúng ta vẫn chưa hiểu rõ. Loại vaccine đó đáng lẽ có thể ngăn chặn tất cả những điều này, chỉ cần một mũi tiêm thôi. Giờ tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã không tiêm phòng. Vợ chồng Alicia Bourne tại Mississippi cũng quyết định trì hoãn việc tiêm phòng. Họ nhanh chóng hối hận khi phát hiện người chồng mắc COVID-19. Tình trạng bệnh của người chồng ngày càng xấu đi và cô Bourne đã phải túc trực chăm sóc khi anh nằm thở máy trong bệnh viện. Câu chuyện của ông Michel Freddy, bà Kim Magan, bà Kenny Starling và vợ chồng Bourne chỉ là một số ít trong những nỗi đau và sự mất mát khi dịch COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh với biến thể Delta nguy hiểm chết người. Và những câu chuyện như vậy sẽ còn lặp lại hàng nghìn lần nếu người dân còn chủ quan, trì hoãn việc tiêm vaccine phòng bệnh. Kể từ khi đại dịch COVID-19 lan ra toàn thế giới đến nay, Mỹ là nước dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới về số ca bệnh, với hơn 36 triệu ca, trong đó có 600.000 người chết. Rất nhiều người trong số đó có thể đã được cứu nếu họ tiêm vaccine COVID-19 từ trước. Dù vậy, hiện vẫn có hàng triệu người Mỹ trưởng thành chân trừ trước việc tiêm phòng. Nguyên nhân có lẽ nhiều người không muốn tiêm vaccine đến vậy là do họ cho rằng hầu hết những người mắc Covid-19 sẽ không chết hay bị ốm nặng. Họ nghi ngờ những lời khuyên về sức khỏe cộng đồng và chủ quan cho rằng viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ không xảy ra với mình. Nhưng số liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cùng những con số đau lòng về nạn nhân của biến thể Delta đang cảnh cáo người dân nên tiêm phòng COVID-19 trước khi quá muộn. Trong số những người đã tiêm vaccine, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ vẫn bị nhiễm virus SARS-CoV-2 một số ít hơn có biểu hiện nặng và cần nhập viện. Rất hiếm người chết vì dịch bệnh dù đã tiêm vaccine. Vì vậy, mặc dù tiêm phòng không thể bảo vệ con người 100% trước COVID-19, nhưng vẫn đem lại sự đảm bảo lớn, giúp nhiều gia đình tránh được mất mát không đáng có. Theo dữ liệu của CDC, tính đến ngày 31 tháng 7, có ít hơn 0,004% người đã tiêm phòng đầy đủ vẫn mắc COVID-19 mà phải nhập viện, ít hơn 0,001% chết vì dịch bệnh. Nguyên nhân nhiều người phản đối vaccine COVID-19 trong bối cảnh biến thể Delta đang bao vây Mỹ, vaccine COVID-19 đã đem lại thành công đáng kinh ngạc trong việc bảo vệ người dân khỏi dịch bệnh. Dù vậy, nhiều người Mỹ vẫn quyết định từ bỏ biện pháp bảo vệ có thể cứu mạng họ. Chúng tôi có biện pháp giúp ngăn ngừa nhiễm SARS-CoV-2, đặc biệt là ngăn ngừa hoàn toàn tình trạng mắc bệnh nặng. Nhưng mọi người lại từ chối nó. Họ xin sự giúp đỡ nhưng lại từ chối tiêm vaccine. Thật mỉa mai. Một tiến sĩ tại Đại học Quốc tế Florida nói, dưới đây là những lý do hàng đầu khiến nhiều người nói không với vaccine. Thứ nhất, một số người không tin tưởng vào độ an toàn của các loại vaccine COVID-19. Họ muốn chờ xem liệu có bất kỳ phản ứng phụ về lâu dài nào sau khi có tiêm phòng hay không. Sự nghi ngờ chính phủ đã ăn sâu bén rễ vào một bộ phận người Mỹ, khiến họ làm ngơ những lời kêu gọi từ Nhà Trắng và Tổng thống Joe Biden về việc hành động để tự bảo vệ mình. Trong những đợt dịch trước, một số vùng ở Mỹ và đặc biệt là khu vực nông thôn không phải chịu hậu quả quá lớn. Người dân ở những vùng này trở nên chủ quan. Họ không lo sợ COVID-19, sau khi chứng kiến nhiều người có triệu chứng nhẹ khỏi bệnh, họ cho rằng đây không phải là căn bệnh nghiêm trọng, đặc biệt là đối với người trẻ tuổi và không có bệnh nền. Nhiều người vẫn khăng khăng rằng chúng tôi đang nói dối về kết quả chuẩn đoán dương tính với COVID-19 của chính họ. Y tá Morgan Babin tại Los Angeles Anna, cho biết. Bất kể những người phản đối vaccine có lý do gì, rõ ràng là họ đang đánh cược tính mạng và sức khỏe của bản thân. Trong trường hợp mất mát đáng tiếc của ông Freddy và bà Morgan, những người phải chịu những nỗi đau lớn nhất là gia đình họ. Sự chủ quan của họ cũng khiến trẻ em nước Mỹ gặp nguy hiểm do trẻ dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện để tiêm phòng. Những người nói không với vaccine đang đẩy trẻ em, một đối tượng cần bảo vệ và dễ bị tổn thương nhất của xã hội, vào nguy cơ mắc một căn bệnh nghiêm trọng. Họ đang đặt cược vào điều mà Thống đốc Tây Virginia Jim Justin gọi là sổ số tử thần. Vị hôn thê của ông Michael Friedai là bà Jessica đã lên tiếng cảnh tình những người phản đối vaccine gửi tới những ai đang do dự chưa tiêm phòng và nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra với tôi vì tôi còn trẻ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra rồi bạn sẽ tự hỏi tại sao mình lại không làm vậy và bạn sẽ không thể ôm gia đình mình thêm một lần nào nữa như vậy không đáng chút nào bà jessica nói